Bây giờ thì chúng ta sẽ mở ra ở trong Luca đoạn 4 từ câu 14 cho đến hết câu 30. Và bây giờ thì chúng ta có 6 người ở đây. Đợi nhiều người vô thì sẽ có nhiều người đọc hơn. Nhưng mà chúng ta sẽ chia nhau mỗi người đọc 2 câu ha. Mỗi người đọc 2 câu. Kính mời má đọc trước. Bà nội Hallelujah sẽ đọc hai câu, câu 14 và câu 15. Tiếp theo là tới mời tới Kim. Kim sẽ đọc 16, 17. Rồi, bây giờ xin mời má đọc trước. Đọc câu 14. Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilee và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. Đức Giêsu về Nazareth là nơi Ngài được trưởng dưỡng. Theo thói quen, Ngài vào hội đường trong ngày Sa-bát và đứng đọc Kinh Thánh. Có người trao cho Ngài sách tiên tri Isa. Chúa mở sách tìm thấy đoạn văn chép rằng: Xin mời Hồng Diễm đọc tiếp câu 18, 19 và tiếp theo đó là mời cô Cathy Mai câu 20 và câu 21. Câu 18, 19: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Câu 20. Ngài cuốn cuộn sách lại, trao cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Mọi mắt trong hội đường đều chăm chú nhìn Ngài. Ngài bắt đầu nói với họ: Hôm nay lời kinh thánh các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm. Amen. Câu 22 và câu 23. Ai nấy đều làm chứng lành Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra và nói rằng: Có phải con Joseph chăng? Ngài phán rằng: Chắc các ngươi lấy lời tục ngữ này mà nói cùng ta rằng: Hãy thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình. Mọi điều chúng ta nghe ngươi đã làm tại Cana, Capernaum thì cũng hãy làm tại đây là quê hương ngươi. Mời bà nội Hallelujah đọc tiếp câu 24 và câu 25. Câu 24, Ngài lại phán rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. Ta nói thật cùng các ngươi, về thời Eli, khi trời đóng chặt trong 3 năm 6 tháng, cả xứ bị đói kém, trong 3 năm 6 tháng bị đói kém. Trong dân Đâu Israel có nhiều đàn bà quá. Câu 23 đó, câu 25 đó má. cái 25 không? Ta nói thật cùng các ngươi, về thời Eli, khi trời đóng chặt trong 3 năm 6 tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Israel có nhiều đàn bà quá. Mời Kim Lê đọc tiếp câu 26, câu 27. Nhưng Eli không được sai đến giúp bà nào cả, ngoại trừ bà quá ở Sarepta thuộc vùng Sidon. Thời tiên tri Elise, trong Israel có nhiều người phun nhưng không ai được chữa lành, ngoại trừ Naaman người Syria. Mời Hồng Diễm đọc tiếp câu 28 và câu 29. Ai nấy ở trong nhà hội nghe điều đó thì tức giận lắm. Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đến chót núi, là nơi họ xây thành ở trên, để quăng Ngài xuống. Xong Xong Ngài Ngài qua qua giữa giữa họ họ và đi và khỏi. đi khỏi. Amen. Dạ, như vậy thì chúng ta đã đọc phân đoạn Kinh Thánh Luca đoạn 4 từ câu 14 cho đến hết câu 30. Vâng, thì đây là cái nền tảng để cho chúng ta cùng suy gẫm buổi tối hôm nay. Bây giờ thì chúng ta cùng hiệp một với Hồng Diễm một lần nữa, mời Hồng Diễm cầu nguyện xin Thánh Linh Chúa dẫn dắt chúng ta trong thời giờ chúng ta học lời Chúa. Amen. Chính là Cha Thánh của chúng con, cảm ơn Chúa. Vì này chúng con nhận được sự hiện diện của Đức Thánh Linh Chúa, học Kinh Thánh của chúng con. Bởi vì lời Chúa và những tấm gương Chúa làm cho chúng con noi theo, và chúng con cảm thấy trong lòng rằng lời Chúa hôm nay rất là đầy dẫy. Và Chúa ơi, xin Thánh Linh Chúa tiếp tục dẫn chúng con vào lẽ thật. Amen. Vì khi mà chúng con biết được lẽ thật rồi thì chúng con được buông tha khỏi nhiều điều lắm. Chúng con có chìa khóa, chúng con có những bí quyết bởi lời của Chúa dẫn dắt, thì chúng con sống thành công hơn trong cuộc đời của mình, không còn bất an, không còn lo sợ, không còn nghèo túng, không còn bó buộc về
thuộc thể cũng như thuộc linh nữa, bởi vì lời Chúa buông tha chúng con. Và Chúa nói rằng ai mà đi trong con đường của Chúa, trong lời của Chúa, thì dầu khờ dại cũng không lầm lạc nữa. Vì vậy tối hôm nay chúng con dâng giờ học kinh thánh cho Chúa. Ngài ở cùng sức dầu cho tất cả ông bà chị em chúng con, mở lỗ tai thiêng liêng của chúng con để chúng con nghe lời Chúa, chúng con ăn nuốt lời Chúa để thuộc linh chúng con lớn lên, chúng con trưởng thành vóc dạc ở trong Chúa để chúng con làm công việc Chúa. Chúng con cảm ơn Cha và thành kính cầu nguyện nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Dạ, xin chào má, chào sư và chào thầy Sơn cùng tất cả các bạn chị em trong phòng kinh thánh buổi tối hôm nay. Trước khi học kinh thánh thì Diễm cũng muốn nhắc và khích lệ ông bà chị em. Trước giờ học kinh thánh hoặc là trong ngày đó hoặc trước ngày đó cũng được, thứ ba, sáng thứ tư, mình dành ít nhất 5 phút để mình lượt qua cái phân đoạn mình sẽ học. Tại vì lúc nào mình cũng được nhắc trước một ngày về những cái gì mình sẽ học. Để chi? Để mình khi mà mình lướt qua cái phân đoạn mình sẽ học đó, thì khi mục sư Đông hỏi, mục sư Đông cho mình cơ hội để mình hỏi, ai còn thắc mắc, ai còn lời góp ý, ai còn không hiểu phân đoạn nào, thì đó là cái giờ mình có cơ hội mình hỏi. Và nếu mà mình không có thể nói được thì mình có thể ghi ra ở cái phòng chat của học kinh thánh đó, mình sẽ đánh lên một cái nhắn tin, tôi không hiểu cái này, tôi không hiểu cái kia. Tại vì mỗi lần một sư Đông hỏi Diễm không nghe ai lên tiếng cả. Chắc là đều hiểu hết rồi đúng không ạ? Chắc là mọi người hiểu hết tất cả các kinh thánh mình đọc. Riêng Diễm thì Diễm không nói như vậy. Ngay cả Diễm đọc qua kinh thánh Diễm cũng có những điểm Diễm không có hiểu luôn. Cho nên á, một lần nữa khích lệ tất cả mọi người dành ra 5 phút quý báu của mình cho lời của Chúa, để mình có sự chuẩn bị, để mình nôn nóng để mình vào phòng kinh thánh. Có những cái chỗ tôi không hiểu nè, tối hôm nay tôi vào kinh thánh để tôi được hiểu thêm. Và nếu cái người hướng dẫn thánh vẫn chưa có thỏa mãn cái sự hiểu biết của tôi sẽ hỏi mục sư. Yeah, cho nên là phòng kinh thánh nhiều người góp ý, nhiều người cho ý kiến thì rất là vui và rất là cảm đúng không ạ? Yeah. Và Diễm nhắc mọi người và khích lệ chỉ dành 5 phút thôi các bạn chị em. Diễm biết là giờ thời gian ai cũng quý hết trơn á, chỉ dành cho Chúa 5 phút thôi, mình lướt qua để mình ghi ra cái câu mình sẽ hỏi tối nay. Yeah. Cảm ơn Chúa. Tự nhiên tối nay Diễm thấy cái lời Chúa sau khi suy gẫm, sau khi đọc á, và tự nhiên thấy lời Chúa tối hôm nay nôn nấu cái lòng mình ghê á. Mình biết rằng chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể làm cái việc đó, làm cho mình lòng mình được no đầy bởi lời của Chúa sau khi mình suy gẫm. Và chúng ta bước vô phần học kinh thánh chung với ông bà chị em buổi tối hôm nay, trong cái phần sách Luca đoạn 4 từ câu 4 đến câu 30. Chúng ta thấy ở trong chức vụ của Chúa Giêsu đó, thì khi mà đọc sách Tin Lành Matthew và Mark thì hai ông này ông diễn tả, ông kể lại cái chức vụ của Chúa Giêsu tiên. Nhưng mà riêng Luca thì tường thuật lại về cái việc mà Chúa Giêsu trở về quê hương của mình ở Nazareth. Mình tưởng tượng ra cái lúc mà Chúa Giêsu quyết định trở về nơi mình sinh ra đó, thì Diễm nghĩ rất là nôn nóng muốn về đúng không? Ai lại không muốn về quê hương của mình? Mình là những người sống xa xứ nè. Khi mình nghe nói về quê hương của mình thì lòng mình bồn chồn và mình muốn đi về. Ngay cả những người có người thân hoặc không có người thân cũng đều hướng về quê hương đúng không ạ? Và Chúa Giêsu cũng vậy thôi. Chúa cũng nôn nóng trở về quê hương của mình. Và giờ đây á thì khắp cả xứ thì ai cũng biết về quyền năng của Giêsu ở Nazareth hết, và họ đã đồn đại ra khắp nơi rồi. Và Diễm nghĩ là gia đình của Chúa nè, bạn hữu nè, rồi bà con, những người lân cận cũng rất là muốn nôn nóng để đi gặp và tiếp xúc với Chúa đúng không ạ? Tại vì Chúa nổi tiếng rồi, lúc mà Chúa trở về Chúa nổi tiếng rồi. Nhưng mà sao thay vì để dành thời gian với bà con thân thuộc bạn bè, cái thói quen của Chúa là gì? Mọi người đọc kinh thánh có để ý không? Chúa đi vào thờ phượng trong nhà hội, thờ phượng Chúa Cha trong nhà hội. Nếu mà mình nghĩ Chúa Giêsu có thể
nói rằng ơi mình lâu lâu mình về thăm bà con lần đúng không ạ? Mình để thời gian cho bà con của mình. Và Chúa Giêsu cũng biết rằng trong nhà hội đầy những người giả hình, thầy Pharisee, người thông giáo, thầy thông giáo, những người đó luôn bắt bẻ Chúa. Thôi thêm một lý do, thôi Chúa nói thôi mình khỏi ghé qua nhà hội đi, đúng không ạ? Và có một điều nữa Chúa nói rằng mình nghĩ đi, theo ý Diễm là gì? Thôi Chúa biết nhiều quá rồi, Chúa đâu cần vô nhà hội để ai chỉ dẫn Ngài nữa đâu, đúng không ạ? Nhưng chúng ta để ý Chúa có thói quen đi đến nhà hội để thờ phượng Cha của Ngài. Và cái thói quen của Chúa mà chúng ta hay đọc thấy là ở trong ngày Sa-bát Chúa vẫn tìm đến nơi cầu nguyện. Cho nên á, Chúa đã là tấm gương cho chúng ta rồi, không có lý do nào mà chúng ta không theo gương của Chúa cả. Không có lý do nào mà chúng ta không đọc Kinh Thánh, không cầu nguyện và không đi nhà thờ. Có thể là có nhiều người có cái gọi là cái biện hộ cho mình: ôi, tôi không khỏe, bữa nay tôi không đến nhà thờ, tôi không thích người đó, ngay cả mục sư tôi cũng không thích luôn, và hôm nay tôi mắc bệnh này mắc bệnh kia. Mình có quá nhiều cái biện hộ để mình không đi nhà thờ. Cho nên qua những cái phân đoạn vừa đọc, mình thấy Chúa Giêsu lập thành một thói quen. Và qua phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay chúng ta học xong, chúng ta cũng tập thành cho mình một cái thói quen là giữ lễ thờ phượng chung với anh em của mình. Dĩ nhiên Diễm không nói về quy tắc cứng nhắc, không phải là tất cả mọi người, ôi bữa nay cô Diễm nói vậy là tôi bệnh, tôi không được nhà. Ô, cô Diễm nói vậy tôi có cái chuyện ở trên nhà tôi, tôi mà được nhà. Không, Diễm không có áp đặt nguyên tắc cứng nhắc đó. Nhưng mà theo gương Chúa Giêsu, và chúng ta tôn trọng Cha của mình và luôn luôn để Đức Chúa Trời là trên cao nhất, là ưu tiên nhất trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta dễ dàng quyết định lắm không bà chị em. Và ở trong sách Hebrew cũng nói rằng đừng có bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Ủa sao mình đang đọc sách tự nhiên có một câu kêu mà đừng bỏ qua nhóm lại? Tại vì mọi người biết rằng ngày Chúa gần đến rồi. Người ta bỏ đạo nhiều lắm, người ta quên nhà Chúa nhiều lắm, người ta không còn tôn trọng Chúa trong ngày thánh của Chúa nữa. Cho nên đó là vì lý do tại sao trong cái thánh có cái câu nhắc mình hoài: đừng bỏ qua sự nhóm lại như những kẻ quen làm. Chúng ta không thuộc về cái nhóm những kẻ quen làm, chúng ta thuộc về nhóm những kẻ quen đi nhà thờ. Amen không ạ? Cho nên qua cái buổi tối hôm nay, sau khi học phần cái thánh này, thì xin Chúa cho lời của Chúa ở trong chúng ta, nhắc nhở chúng ta để chúng ta đi theo gương của Chúa Giêsu. Chúng ta biết là trong cái một buổi nhóm ở trong nhà hội đó, một cái buổi thờ phượng mà biểu ở trong nhà hội á, sẽ bắt đầu bằng sự cầu nguyện xin ơn của Đức Chúa Trời. Sau đó thì đến phần đọc bài tín đồ truyền thống của người Hebrew lúc đó. Và sau cầu nguyện thì phần đọc những đoạn quy định trong sách luật pháp và sách tiên tri. Và người đọc và dẫn giải kinh thánh bằng kinh thánh Hebrew sẽ dẫn giải bằng tiếng Aram ở trong nhà hội. Và tiếp theo sau đó là bài giảng luận ngắn do một người trong hội chúng hoặc một thầy Rabbi được mời để giải thích kinh thánh. Rồi nếu mà có thầy tế lễ đó thì buổi thờ phượng sẽ chấm dứt bằng lời chúc phước. Còn nếu không có thầy tế lễ hôm đó đó thì một trong những thuộc viên sẽ cầu nguyện và buổi nhóm chấm dứt. Đó là cái cách mà nhà hội thờ phượng Đức Chúa Trời. Thì một người hướng dẫn kinh thánh sẽ ngồi đối diện với khoảng 10 người lãnh đạo trong nhà hội. Những người đó là lời Chúa, lời gọi là điều răn Chúa, luật pháp Chúa là không ai có thể qua được đâu. Và ở dưới là sẽ chia nam một bên, nữ một bên, có một cái lưới để ngăn cách giữa nam và nữ. Đó là cách ở trong nhà hội. Và sau đó thì Đức Chúa Giêsu được yêu cầu đọc kinh thánh và giảng luận. Chúa đọc Ê-sai, mình không biết là Chúa tự chọn hay là trong nhà hội chỉ định, nhưng mà hôm đó là Ngài đọc cái phân đoạn Ê-sai đoạn 61 câu 1 và 61 câu 2. Và Chúa chọn cái đoạn kinh thánh làm cái đầu, cái tiêu đề cho bài giảng của Ngài. Và trong đoạn kinh thánh này chúng ta biết rằng có liên quan đến Đấng Mê-si. Và trong nhà hội ai cũng biết hết. Và mọi người tưởng tượng lúc đó họ sao? Họ bàng hoàng khi mà họ nghe Chúa Giêsu giảng chỉ tuyên bố rằng đoạn kinh thánh được chép về Ngài.
nghe có bực mình không? Họ ngồi nghe rất là bực mình đúng không ạ? Cái người này là ai? Là một cậu bé Giê-xu thôi. Họ đã sống ở gần nhà tôi biết nè. Nhà làm thợ mộc nè, tôi tới tôi đặt bàn, đặt ghế, tôi biết cậu này nè. Lăng xăng giúp đỡ ông Joseph chứ đâu. Mà giờ sao mà dám ngồi và giải thích về lời Chúa, rồi còn nói cái câu thánh này, đoạn thánh này chép về 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 người này nữa. Cho nên là trong lòng họ bắt đầu dấy lên cái sự bực mình rồi đó. Mọi người có cảm giác, cảm thấy cái bầu không khí bắt đầu căng thẳng không? Và Chúa cũng giảng về cái năm hân hỷ. Ở trong thời kỳ luật pháp đó, cái năm hân hỷ là cái năm rất là đặc biệt. Mọi người ai cũng mong chờ tới năm năm này lắm, nhất là những người nô lệ, nhất là những người bị mắc nợ. Thì cái năm hân hỷ được biệt riêng ra để năm đó những người tôi tớ được trả tự do trở về quê hương của mình. Và những cái sản nghiệp nào mình lỡ bán một miếng đất nào lúc mình túng thiếu quá thì cái năm này cho phép mình chuộc lại. Và những người nào bị nợ nhần chồng chất á, thì cái năm này, năm hân hỷ cũng được xóa nợ luôn. Và ngay cả đất đai, người ta trồng suốt cả mấy năm, nhưng mà ngay cái năm hân hỷ thì đất đai sẽ được nghỉ ngơi. Wow, cảm ơn Chúa. Đất đai cũng được để ý để nghỉ ngơi nữa. Ngày hôm nay chúng ta thấy là khi mà gieo trồng á, hình như Diễm không còn nghe cái chuyện mà để đất nghỉ ngơi nữa à, đúng không ạ? Hồi xưa á, thì còn trồng mùa này mùa kia, nhưng mà hình như giờ bốn mùa luôn. Lúa thì tất cả các mùa đều có lúa, cây trái cũng vậy. Hồi xưa mình nói đợi mùa mới có trái này trái kia ăn, bây giờ Diễm thấy là mùa nào cũng có trái cây để ăn hết trơn á. Mình thấy hơi một chút đi ngược lại với cái lời kinh thánh ở trong cựu ước mình đã học đúng không ạ? Và ở Mỹ đó thì Diễm biết là có việc xóa nợ nữa. Mọi người có biết không? Lúc Diễm mới qua Mỹ á, Diễm nghe người nhà Diễm ở Florida kể, ngay cả trong gia đình cũng vậy. Đứa cháu Diễm thì nó kết hôn với một cô sinh viên ở Việt Nam qua, thì hai đứa cưới nhau, ở với nhau và có em bé. Nhưng mà không, Diễm không hiểu tại sao tụi nó không có mua bảo hiểm hay sao, là không kịp. Cho nên là đã mắc nợ 30.000 đô la khi mà sanh em bé đó, sinh mổ đó. Thì nhà đâu có tiền để trả. Và cứ hình như là 5 đến 7 năm Diễm quên rồi, nó nói mà Diễm quên rồi. Thì cái nợ đó tự động bị được xóa. Ở Mỹ, cảm ơn Chúa là áp lực cái năm áp dụng cái năm hân hỷ không anh em. Cho nên Diễm rất là thấy ngạc nhiên và dạ Diễm biết cái điều đó là có thật và nhiều người cũng được xóa nợ sau từ 5 đến 7 năm tùy theo á. Và đối với Chúa Giê-xu á, Chúa đến không phải để Chúa xóa nợ, không phải để Chúa trả nô lệ, không phải như vậy, nhưng mà Chúa đã áp dụng cái năm hân hỷ đó vào cái ý nghĩa thuộc linh cho dân Israel. Ngài đem phúc âm đến, Ngài đem sự cứu rỗi đến cho nhân loại và cứu vớt những người khốn khổ và bị hà hiếp. Và Chúa giải phóng những người nô lệ trong bóng tối, những người nô lệ của ma quỷ ra khỏi xiềng xích và bệnh tật. Chúa giải phóng họ, những người bị bệnh tật mấy chục năm, những người bị bệnh tật, bị ma quỷ nó ức hiếp. Chúa đến, Chúa giải phóng họ. Và đây mình đọc qua mình thấy thật là một năm hân hỷ thuộc linh đối với dân Israel đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta cũng là dân Israel thuộc linh và chúng ta cũng hưởng được năm hân hỷ thuộc linh mà Chúa Giê-xu cho chúng ta. Từ khi Đức Chúa Giê-xu bước vào đời của chúng ta, bước vào cuộc đời của chúng ta, đó là cái ngày đánh dấu năm hân hỷ mà Chúa ban cho chúng ta đó. Mọi người amen không ạ? Khi mà có Đức Chúa Giê-xu ở trong lòng thì chúng ta được giải phóng, giải thoát ra khỏi quyền lực tối tăm, ra khỏi bệnh tật. Cảm ơn Chúa, mỗi ngày được sống Chúa, mỗi ngày được kinh nghiệm năm hân hỷ trên cuộc đời của mình. Amen. Amen. Nhưng mà cái vấn đề mình gặp ở đây, ở trong phần đoạn Kinh Thánh này á, thì những người đang ở trong nhà hội họ thật là vô tín. Họ nghe lời Chúa mà không có tin. Bởi vì á, họ có một cái sự thành kiến quá lớn đối với gia đình Chúa Giê-xu. Họ nói, ồ, ông này là con của bà Marie và ông Phép mà. Và cái anh này tôi đâu thấy ảnh đi học trường đạo hay là ai mà thầy giáo sư nào dạy dỗ ảnh đâu. Nhưng mà họ nghe về những quyền năng phép lạ của Chúa và họ muốn thử Chúa đây. Họ không phải thử, không phải muốn
nếm được phép lạ bởi vì họ khao khát, nhưng họ thử Chúa. Họ yêu cầu Chúa phải làm cái phép lạ đó ở Nazareth. Họ nghe Chúa đi làng này thành kia đã làm phép lạ, gần nhất là tại Capernaum. Họ nói Chúa hãy làm những cái phép lạ Chúa làm ở thành đó cho ở tại đây đi, Nazareth đi. Nhưng mà Chúa từ chối, Chúa không có làm. Bởi vì Chúa biết lòng của họ, thử Chúa muốn được thỏa mãn con mắt mình, muốn chắc chắn lại cái người thanh niên này có phải là con của Marie Joseph không. Cho nên Chúa đã từ chối cái yêu cầu của họ. Lúc đầu họ nôn nóng rước Chúa về quê thì họ ca ngợi, những người này ca ngợi cách dạy dỗ của Chúa. Nhưng mọi người đọc cái phần kinh thánh này ở phía dưới thì thấy rằng bắt đầu sao? Họ trở mặt liền, bắt đầu giận dữ vì những lời dạy của Chúa. Mọi người có thắc mắc vì sao vừa ca ngợi Chúa mà sau đó thì quay lưng lại để giận dữ những lời Chúa không? Bởi vì Đức Chúa Giê-xu nhắc đến ân điển của Đức Chúa Trời dành cho dân ngoại. Họ không đồng ý về chuyện này. Bởi vì á, Chúa nói rằng ô những cái câu chuyện mình đọc cái câu chuyện này á, thì Chúa nhắc rằng ở trong thời kỳ tiên tri Eli đó có bao nhiêu là người phụ nữ của dân Israel, nhưng mà tại sao tiên tri Eli lại chọn chọn một người quá phụ ngoại bang để đến thăm viếng và để giúp đỡ bà trong cơn đói kém. Và những câu chuyện dưới đây mình đọc, hồi nãy Kim Lê có đọc cái chỗ ông Na-man đó. Ông bị phun, ông phải người Do Thái nha. Ông bước xuống sông theo lời của tiên tri và ông lên được lành bệnh cùi, bệnh phun. Đó, Chúa nhắc lại và họ thấy họ bị quê. Và họ nói rằng họ là cái dân được hưởng ân điển của Đức Chúa Trời. Ngoài họ ra không ai được quyền hết. Nhưng mà Chúa Giê-xu đến và Chúa đã giải thích cái phần này. Chúa Giê-xu muốn làm sáng tỏ cái ân điển của Đức Chúa Trời không có giới hạn cho một ai hết. Ân điển của Đức Chúa Trời không giới hạn cho một dân tộc nào hết. Nhưng mà họ đã bị mắc trong cái suy nghĩ thành kiến của mình. Khi Chúa Giê-xu dẫn giải con đoạn thánh này thì họ bắt đầu giận. Và giận thì thôi bỏ qua ha, giận bước ra khỏi nhà hội hay là giận không nghe Chúa nữa, nhưng mà không, cái sự giận dữ của họ quá lớn và họ có ý định giết Chúa Giê-xu. Wow, mình nghe ai mình tức mà mình muốn giết người đó thì mình không tưởng tượng những người ngồi trong nhà hội này mỗi ngày họ học lời Chúa, họ dạy lời Chúa lại cho người khác nữa. Và mình thấy rằng á, họ vui vẻ khi mà họ thấy lẽ thật họ có thể làm cho danh họ được nổi lên, có thể cái lẽ thật nó làm cho cái lòng tự tôn và tự ái dân tộc của họ được soi dịu. Nhưng mà khi cái lẽ thật đó lên án họ, chỉ ra những cái lỗi lầm, chỉ ra những cái sai phạm của họ đó, thì họ giận dữ lên. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta không có mắc cái lỗi này của dân Israel. Bởi vì ngày hôm nay đó, có thể mình đi nhà thờ mình thích nghe một sư giảng những bài êm dịu, mình thích nghe một sư giảng những cái bài xoa dịu mình. Và Diễm nghe ở Việt Nam á, có lúc mà anh Diễm đi học với Chúa ở dưới miền Tây thì cũng nghe có một thánh giảng là một sư giảng khỏi cần dâng hiến phần 10 nữa. Wow, những người mà không dâng hiến nghe khoái ghê ha. Cũng không cần dâng hiến nữa. Cái đó là thuộc về hồi xưa, cái thời này. Wow, và những người mà có tội, phạm tội đi đến nhà Chúa được xoa dịu bởi lời của Chúa, ân điển của Chúa không sao đâu. Họ không, những người mục sư đó Diễm nghĩ đó, ngăn cản dân sự của Chúa dâng hiến, ngăn cản dân sự của Chúa sống một đời sống tinh kính và ăn năn tội lỗi. Vô tình họ đã đẩy dân sự của Chúa đi đến chỗ nghèo túng thuộc linh và thuộc thể. Bởi vì Chúa nói sao? Mình dâng để Chúa mở các cửa sổ trên trời đổ phước cho mình không chỗ chứa chăng. Chúa nói rằng hãy đem phần 10 các ngươi vào kho. Mà ông mục sư ông giảng nó khỏi dân phần 10, có phải là ông đã làm cho dân sự ông trở nên nghèo túng không bà em? Và khi ông giảng khi mà mục sư giảng những lời đó thì làm cho dân sự của Chúa quen với cái lời giảng đó và họ tự ru ngủ mình. Mình tưởng tượng đi, khi mình về với Chúa đó, mình lên thiên đàng á, mình bước vô cửa thiên đàng, thiên sứ dẫn mình đến một cái nơi nguy nga lộng lẫy này, nhà của con nè,
Ủa Chúa, sao con được cái nhà lớn vậy Chúa? Sao sao mà con có thể vậy? Chúa nói, à, lúc mà con còn ở dưới thế đi thì con đầu tư nhiều. Nha, đầu tư đem của cải mình vào nhà Chúa. Bằng cách nào? Bằng cách dâng hiến, bằng cách giúp đỡ. Và bằng cách góp công vào công việc xây dựng nhà Chúa. Mình không có nghĩ rằng cái món tiền nhỏ của mình, cái tấm lòng của mình mà lên thiên đàng mình được thưởng như vậy. Nhưng mà mình cũng có nghĩ là có khi nào mình bước vào thiên đàng, lúc đó thiên sứ dẫn mình đến một cái khu cũng rất là đẹp, nhưng mà ủa sao không đẹp bằng bên kia, ủa thiên sứ có dẫn lộn không vậy? Nói không, đây là những gì con đầu tư dưới thế lên đây. Wow, Diễm tưởng tượng ra như vậy và nói Chúa ơi, xin Chúa cho con biết cách đầu tư vào nhà của Chúa. Diễm thấy rằng những người giàu có cần được nghe cái bí quyết về sự giàu có trên thiên đàng, đúng không ạ? Tại vì á, mình có nhiều, mình dâng hiến cho Chúa nhiều và mình lên thiên đàng mình được hưởng nhiều điều tốt đẹp lắm mà chị em. Amen. Cho nên Chúa nói rằng ở khi mình tin Chúa, mình làm theo Chúa đó, chẳng những mình hưởng được phước ở đời này, nhưng mà mình còn phước ở đời sau nữa. Cho nên khi mình nghe lời Chúa đó, hồi đó Diễm ở Việt Nam, Diễm có quen một mục sư, mà Diễm nói mục sư em thích mục sư giảng lắm. Ông mục sư cũng nhìn tôi, ông nói, cô nói sao, cô nói lại tôi nghe coi thiệt không. Nói dạ em thích mục sư giảng, em thích mục sư giảng kiểu búa như vậy lắm. Tại mục sư đó cũng rất là đơn sơ, nhưng mà Diễm dùng cái chữ là em thích mục sư giảng búa như vậy lắm mục sư. Tại vì sao? Để dân sự Chúa tỉnh thức. Mà đúng là mỗi lần ông đến giảng á, là mọi người phải ai không thích thì ngồi xa xa nha. Tại vì á, mục sư giảng rất là mạnh mẽ. Chúa, cảm ơn Chúa dùng ổng để búa không, tôi nói búa không á, mọi người ai mà nghe và có thể là không hiểu nó sao cô Diễm hơi dùng từ hơi mạnh, nhưng mà trong Kinh Thánh cũng nói về điều này đó mà chép. Cái búa đã kề gốc cây và nếu mà nó không có kết quả thì sẽ đốn và chụm đi. Cho nên á, ông mục sư ông rất là ngạc nhiên khi bị Diễm nói như vậy, nhưng mà đó là thật lòng. Khi mà Diễm đi nhớ mà Diễm rất là thích nghe lẽ thật của Chúa để soi sáng cho mình. Có khi mình nghĩ mình làm đúng nhưng mà lời Chúa soi sáng và mình thấy sai thì mình phải sửa. Cho nên á, những cái người Do Thái khi mà họ ca ngợi Chúa, họ ngồi nghe Chúa giải thích lời Chúa, nhưng mà khi mà Chúa giải thích không đúng ý họ thì họ giận dữ và tìm cách giết Chúa. Và theo cái câu cuối cùng á, thì Diễm thấy rằng khi ông Luca ông mô tả cái công việc của Chúa đó thì không có nói về phép lạ nào hết, đúng không ạ? Ở trong cái phần đoạn chúng ta học, nhưng mà chỉ có một phép lạ chúng ta thấy rằng Chúa sao? Chúa bị họ lùa lên, đưa lên cái thành rất là cao để họ xây thành ở trên ở núi đó. Họ tính đẩy Chúa Giêsu xuống vực. Nhưng mà Chúa dùng quyền năng phép lạ của Chúa, Chúa lách qua giữa họ và đi khỏi họ. Cái đây không có nói quyền năng phép lạ Chúa, nhưng mình đọc mình biết ngay là phép lạ, đúng không ạ? Tại vì một người bình thường mà bị đám đông xô đẩy á, cố ý á, thì không thể nào thoát ra được hết. Nhưng mà Chúa sao? Chúa đi qua giữa họ và đi khỏi. Mình không biết Chúa đi cách nào, nhưng mà sau đó thì chắc họ la lối rồi xô đẩy, rút cuộc nhìn cái nhân vật chính mà mình muốn hại đâu mất tiêu rồi. Chúa đã đi qua họ và Chúa đi ra khỏi vùng đó. Mình đọc câu chuyện này phần cuối mình nghe cũng hơi buồn, đúng không ạ? Rất là buồn. Buồn về cái lòng của dân sự Chúa, buồn về một cái người con trở về quê mình mà bị xua đuổi như vậy. Mà cảm ơn Chúa, Chúa không có nản chí, không bạn chị em. Mình đọc những phần đoạn Kinh Thánh sau, mình sẽ thấy Chúa vẫn đi giảng đạo, vẫn làm phép lạ và vẫn thương xót những người nghèo, những người bị bệnh tật, những người bị cầm tù bởi Satan. Cho nên qua đây thì Chúa cũng để lại cho mình một cái gương. Có thể là mình cũng có sự chống đối ở trong gia đình mình. Mình cũng có cái sự không bằng lòng. Nhưng mà mình không có nản chí về điều đó. Và Diễm cũng thêm một cái ý rằng ngày hôm nay á, chúng ta ít nghe có những cái trường hợp về bắt bớ vì đạo, đúng không ạ? Khi mà qua Mỹ rồi thì Diễm không có nghe nói về bắt bớ vì đạo nữa. Đi nhóm thì đi nhóm, không đi nhóm ở nhà thôi, chứ không có ai bắt bớ đánh đập. Nhưng mà ở Việt Nam á,
cách đây 20-30 năm ấy, Diễm biết có nhiều trường hợp bị bắt bớ về đạo lắm. Có những người đi tới nhà thờ mà mặt bị sưng, hỏi sao, bị ba mẹ đánh tại vì biết đi nhà thờ đó, và khi đi về còn bị đánh thê thảm hơn nữa đó. Mình nghe như vậy hoài mà mình thấy lòng họ vào vững vàng, nhưng mà qua đây mình không có nghe cái chuyện đó nữa. Thì Diễm nói bên đây nước tự do rồi, không có bị như vậy nữa. Không phải, tại vì tín đồ ngày hôm nay á, thỏa hiệp, nếu mà tôi đi nhà thờ tôi bị bắt bớ thì tôi ở nhà. Nếu mà tôi tin Chúa, tôi bị quê, người ta chọc quê, tôi nói tôi không có tin Chúa. Cho nên á, đời sống tín đồ ngày hôm nay á, Diễm thấy rằng tại vì mình sống thỏa hiệp quá, mình sống thỏa hiệp với những mối quan hệ xung quanh mình quá, và mình quên rằng cái mối quan hệ quan trọng nhất của mình là Chúa Giê-xu. Hồi sáng á, phòng cầu nguyện có cầu nguyện cho cái đời sống của các tín hữu á, thì mục sư Đông có nói ra những nan đề, những cái vấn đề, những cái vấn nạn ở trong đời sống tín hữu. Thì Diễm thấy rằng tại vì mình thỏa hiệp nhiều điều quá, ngay cả chính Diễm cũng vậy, mình qua đây rồi mình thấy tự do quá, mình thỏa hiệp nhiều quá, mình không có xem, đôi khi mình đặt Chúa thấp hơn một cái gì đó trong cái mối quan hệ của mình với chồng, với vợ, với cha con, với con cái của mình, với bạn bè của mình, với người thân của mình. Cho nên mình có nhiều khi mình thấy cuộc đời theo Chúa Giê-xu dễ dàng quá ha. Nếu nó khó tôi lui, nếu mà nó gồ ghề tôi né. Nhưng mà mình thấy qua cái phần đoạn thánh mình mới học đó, mình thấy cái gương của Chúa Giê-xu đó, Chúa biết khó, Chúa biết vẫn, nhưng mà Chúa vẫn vào. Chúa biết nhà hội nơi đó họ bắt bớ, họ giận dữ và có thể họ giết Chúa, nhưng mà Chúa vẫn vào, bởi vì Chúa đặt lời của Đức Chúa Trời lên cao hết. Bất cứ trong mọi hoàn cảnh nào thì lời Đức Chúa Trời vẫn được tôn cao giữa vòng dân sự của Chúa. Cho nên qua phần đoạn thánh này, Diễm muốn nhấn mạnh về cái gương của Chúa Giê-xu. Và chúng ta là ai mà không theo gương Chúa, đúng không ạ? Ông Phaolô nói hãy bắt chước tôi đi, bởi vì tôi bắt chước Đấng Christ. Thì bây giờ mình thấy Chúa Giê-xu, mình bắt chước Chúa Giê-xu đi, mình bắt chước những cái người làm gương mình trong Kinh Thánh đi. Rồi mình thấy cuộc đời mình được gần gũi Chúa biết bao nhiêu, được phước hạnh và được mạnh mẽ biết bao nhiêu. Tại vì ngày hôm nay mình thấy rằng có nhiều điều xảy đến lắm, mình biết là ngày Chúa sắp trở lại rồi. Đang bình yên ổn vậy ở xứ ở châu Âu chứ đâu phải ở xứ rừng rậm châu Phi gì đâu. Tự nhiên chiến tranh thình lình ập đến. Ý hịch ở trong Kinh Thánh nói, mình nói hòa bình, chiến tranh thình lình ập đến, đó là một trong những dấu hiệu của ngày Chúa tái lâm đó mà chị em. Cho nên nếu mình còn sống thỏa hiệp quá, mình còn ngại gian nan quá, mình thấy gương Chúa Giê-xu khó quá, thì mình vô tình bước vào một cái con đường thỏa hiệp, và dần dần mình thấy dần dần sao mình đi theo Chúa mà sao mình thấy xa quá, thấy Chúa xa quá. Không phải Chúa xa mình, nhưng mà tại vì mình càng ngày mình chạy xa Chúa đó bà chị em. Cho nên cảm ơn Chúa, lời Chúa tối hôm nay nhắc nhở Diễm cũng như bà chị em, mình có một tấm gương lớn để mình noi theo là chính Chúa Giê-xu. Xin Chúa giúp đỡ, xin Thánh Linh Chúa giúp đỡ lời Chúa tối hôm nay cho mỗi người, để chúng ta áp dụng vào cái cuộc đời của mình, để mình sống đẹp lòng Chúa hơn, sống có ích lợi cho nhà của Chúa hơn trong những ngày sau rốt này. Amen. Xin Amen. Cảm ơn cô Diễm. Yeah. Cảm ơn cô Diễm rất nhiều. Bài hôm nay đơn giản và dễ hiểu và có sự suy gẫm mà cảm động lắm. Cảm động về gương hầu vị Chúa. Tôi thấy Chúa ban phước cho chúng ta nhiều ở trong những cái buổi tối thứ tư. Học Kinh Thánh rất là đơn giản và dễ hiểu và từ lòng tới lòng. Thì chúng ta hãy cầu nguyện theo những sự dạy dỗ mà chúng ta học được tối hôm nay qua sự hướng dẫn của cô Hồng Diễm. Thì chúng ta có 3 phần. Cái phần bối cảnh thì chúng ta đọc toàn bộ từ Luca đoạn 4, từ câu 14 cho đến hết câu 30. Mà có một số anh chị em chúng ta vào muộn đó, thì chúng ta nhớ là chúng ta đang học ở trong Kinh Thánh Luca đoạn 4, từ câu 14 cho đến câu 30. Và chúng ta vừa suy gẫm xong thì chúng ta có cái phần bối cảnh để chúng ta đọc, để ta suy gẫm thì chúng ta sẽ hiểu vì sao có cái phân đoạn Kinh Thánh này và những gì đang diễn ra. Rồi chúng ta sẽ đi tới cái phần áp dụng, đã đi qua cái phần áp dụng, chúng ta học được gì qua cái phân đoạn Kinh Thánh, cái phần bối cảnh trên. Chúng ta có thể bổ sung bằng những cái câu hỏi và những cái câu trả lời, nghiên cứu thêm mà chúng ta học được. Và cái phần số 3 là cái phần suy gẫm mà chúng ta vừa mới nghe xong rồi. Thì tôi có đặt câu hỏi vì sao đi thờ phượng Chúa là điều quan trọng cần phải giữ luôn luôn, được dựa ở trên Hebrew
đoạn 10 câu 25. Dạ, Hebrew đoạn 10 câu 25. Hồi nãy cô Diễm có nói cái này. Nhưng mà hôm nay bây giờ thì tôi đưa cái địa chỉ ra để quý vị dễ theo dõi. Và câu hỏi số 2 là Chúa Giêsu nêu gương gì cho chúng ta trong bài học này? Đó, có nhiều cái gương mà chúng ta học lắm, ít ra chúng ta sẽ rút cho mình được một cái gương mà Chúa Giêsu có quý vị. Tôi rất là tâm đắc với điều mà cô Diễm trước khi dạy, trước khi hướng dẫn thì cô Diễm có nói rằng đề nghị tất cả chúng ta khi trước cái ngày thứ tư, tối thứ tư, thì khi chúng ta nhận được cái thông báo về phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta sẽ suy gẫm á, thì chúng ta hãy đọc qua ít nhất là một lần, 5 phút hay 10 phút gì đó. Sau đó chúng ta đặt câu hỏi. Khi mà chúng ta thắc mắc, chúng ta đặt câu hỏi. Rồi chúng ta vào phần thảo luận tối thứ tư, chúng ta học xong, chúng ta đặt câu hỏi để cái sự hiểu biết của chúng ta, cái sự không hiểu của chúng ta, nó sẽ có những cái câu trả lời gợi mở để cho người khác hiểu. Và mỗi người làm như vậy thì cái phòng học Kinh Thánh của chúng ta nó sẽ sôi động lên và có cái sự hỗ trợ, hỗ tương mới là cái buổi thảo luận học Kinh Thánh thật là có ích. Riêng về những anh chị em mà hướng dẫn phần học Kinh Thánh vừa qua, chúng ta thấy trong thời gian qua thì buổi tối học Kinh Thánh nào chúng ta cũng làm rất là tốt cái vai trò của mình, và mỗi người mỗi vẻ bởi cách hướng dẫn bởi Thánh Linh của Chúa mà chúng ta rất là ham thích. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Diễm lần nữa đã hướng dẫn cái phần học Kinh Thánh này, tôi cũng rất là chí thú, thấy thích lắm. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta cầu nguyện đi quý vị, và chúng ta đặt câu hỏi thì chúng ta có thể, nếu chúng ta ngại thì chúng ta viết câu hỏi, chúng ta để vô trong cái Zoom, cái chat của phần chat của cái Zoom này, tôi sẽ list xuống rồi tôi trả lời quý vị, hoặc là chúng ta cùng trả lời. Nếu chúng ta ngại bật microphone lên à, quý vị ha. Rồi bây giờ xin chúng ta cùng cầu nguyện, rồi sau đó chúng ta sẽ trở lại trong cái phần thảo luận và có những cái sự bổ sung cần thiết. Mọi người chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Alleluia, cảm ơn Chúa về Chúa hôm nay, hôm nay cho chúng con có cơ hội để học về những tấm gương. Chúa ơi, thật là tuyệt vời lại cho chúng con được học. Cảm ơn Chúa mà Chúa. Dạ thì nói về vấn đề mà bankruptcy ở bên Mỹ này á, yeah. Chẳng hạn như người ta chỉ có là một đời người, người ta cuộc sống trong 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 cuộc sống người ta, thì em chỉ nói một đời người chẳng hạn như bị một lần thôi, tại vì cái bankruptcy á là mình nợ nhiều quá mình không có trả được, thì bây giờ mình phải file bankruptcy đó để cho được xóa nợ. Nhưng mà tùy theo cái gọi là cái chapter mình khai, thì từ 7 năm mà cũng có là tới 11 năm. Nhưng mà trường hợp của em á là trong vòng 7 năm. Mục sư biết không, nếu mà về bankruptcy á thì nó có cho mình những cái, tuy là mình xóa sổ đó nhưng mà mình mất nhiều cái quyền lợi lắm, là mình bị bad credit, đi xin một cái thẻ ở cái tiệm chẳng hạn như Messi đi cũng khó khăn, tại vì họ thấy cái background của mình như vậy họ cũng không có cho. Mà yeah. nếu mà có được chăng nữa thì tiền lời rất là cao. Yeah. Và không những như vậy đó, mà đằng này cuộc sống của em trong thời gian đó làm giống như là mình có Chúa, mà Chúa xa vời quá, Chúa xa vời quá, đâm ra mình thấy rằng là chắc Chúa không hiểu cái lời cầu nguyện của mình, Chúa không nghe được cái tiếng Việt Nam, hay là tại sao, hay là mình làm một cái gì mà có tội lỗi quá mà Chúa không đoái thương tới mình, cho nên mình đúng đó là mình mất đức tin lắm. Cũng cần trở lại cái vấn đề bankruptcy, không những một lần mà đây tôi bị hai lần luôn đó mục sư. Dạ bị hai lần luôn á, cho nên là coi như là cái đức tin của mình nó không còn nơi bám víu nữa. Nhưng mà từ ngày được Chúa kêu gọi lại, được Chúa. Hội thánh gọi là cũng như là một cái đại gia đình của mình. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Nâng đỡ, khuyến khích qua những sự mà chia sẻ cũng như học lời Chúa.
Rồi. Thì em thấy rằng là Chúa thương em nhiều lắm mục sư ơi. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa đúng là Hallelujah. Nhiều khi nói là nhưng thực ra mình tưởng Chúa không thương, nhưng mà thực ra đó là những cái mà Chúa thử thách mình để coi cái đức tin của mình như thế nào. Và qua cái sự đó thì mình tưởng là Chúa cho mình, Chúa cất con về đi, chứ con không thể nào con sống trên cái thế gian này được nữa vì không còn ai để bám víu nữa. Nhưng mà thực ra thì Chúa đã mở cho mình một con đường mới, một cái ánh sáng mới. Mà hiện nay thì thật là cảm ơn Chúa vô cùng là mình được có sự bình an. Bình an vô cùng mà được nhiều, cảm nhận được rất là nhiều ơn phước Chúa cho. Thì qua bài học hôm nay thì em cũng học hỏi được rất là nhiều, là hãy noi gương theo Chúa Giêsu, nào cũng nghĩ đến nhà Chúa là một cái, là nhà cha của mình, và mong đợi tới cái ngày được đến nhà cha mình để được hát tôn vinh, được thờ phượng và tạ ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ. Em xin hết mặt xưa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi nghĩ rằng chúng ta vừa cầu nguyện và chúng ta hôm nay là buổi học rất là đặc biệt, thì chúng ta có nhiều cảm xúc và hoạt bài sự dạy dỗ của lời Chúa quý vị. Tại Chúa, bây giờ thì xin mời, nếu mà được thì xin mời chúng ta cầu nguyện cho cô Tuyết một cách đặc biệt. Chúa là đấng, chúng ta cảm ơn Chúa về những gì mà Chúa đã ban cho cô Tuyết và những sự trải nghiệm của cô. Chúng ta cùng lòng, đồng lòng cảm ơn Chúa về điều đó. Và xin Chúa là đấng ôm ấp và tiếp tục bảo vệ cô ở trong những ngày sắp tới này. Tạ ơn Chúa về điều đó. Tuyết Hương ơi, Tuyết Hương có thể cầu nguyện được không? Mà Tuyết Hương cầu nguyện Chúa ban phước và Chúa gìn giữ, Chúa bao phủ cô Tuyết Snow trong những ngày sắp tới này. Nếu được, còn nếu không được thì để mục sư sẽ mời cô Diễm một lần nữa, cô Diễm cầu nguyện cho. Tuyết Hương được không? Chắc là Tuyết Hương đang lái xe. Với lại cũng cảm động quá, nhiều khi lái xe cảm động quá rồi không có lái xe được. Bây giờ thì xin mời Hồng Diễm cầu nguyện cho cô Tuyết Snow đi. Và những gì mà... Cảm ơn Chúa. Nghe. Cảm ơn Chúa vì sự vận hành của Thánh Linh Chúa trong phòng học Kinh Thánh vào tối hôm nay. Cảm ơn Chúa. Con cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của Chúa, sự vận hành của Chúa từ đầu giờ học cho tới bây giờ. Amen. Và Chúa ơi, cô Tuyết là một trong những cái lý do mà Ngài đến đó Chúa. Amen. Đây là những mảnh đời mà Ngài đến để Ngài giải phóng ra khỏi cái sự cầm tù của những cái khó khăn trong cuộc sống, có những cái áp lực trong cuộc sống. Và Chúa ơi, bởi vì lời Chúa không được hiểu một cách rõ ràng, cho nên ma quỷ nó lợi dụng để nó áp bức, nó làm cho con cái Chúa bị đau khổ, bị đàn áp, sống không được tự do, nô lệ với tất cả những điều đau khổ trên thế gian này. Nhưng mà cảm ơn Chúa, lời Chúa đã đến với cô Tuyết. Hallelujah. Và Chúa ơi, ngày hôm nay cô được như thế này bởi vì ơn của Chúa, và ơn đó sẽ không bao giờ dứt trên cuộc đời của cô. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì buổi tối hôm nay chúng con được nghe câu chuyện của cô. Tuyệt vời, Chúa ơi. Chúa ơi, và con thấy rằng thật ân điển của Chúa quá tuyệt vời trên mỗi đời sống của chúng con, trong đó có cô Tuyết. Chúa ơi, và con biết rằng ở ngoài kia còn nhiều người có hoàn cảnh như cô lắm, Chúa ơi. Họ vẫn còn bị cầm tù, họ vẫn còn bị đau khổ vì những cái điều xảy ra trong gia đình. Xin Chúa cũng sử dụng chúng con để chúng con đem tin lành của Chúa đến, Chúa ơi, để họ cũng kinh nghiệm được như chúng con kinh nghiệm Chúa vậy. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa trong phòng học Kinh Thánh chúng con buổi tối hôm nay cũng có những mảnh đời. Chúa ơi, nếu mà chúng con không có Chúa thì giờ này chúng con không biết chúng con ra sao, chúng con đang ở đâu, chúng con đang
Đúng vậy trời. Vì cái ách của thế gian này, tội lỗi, tôi mọi của Satan nó áp lên vai chúng con. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Ngài đến để giải phóng tâm linh của chúng con. Ngài đem đến cho chúng con một cuộc đời hân hỷ. Từ khi chúng con gặp Chúa, chúng con thấy mặt chúng con được ngước lên. Ngài làm cho sừng chúng con được ngước cao. Ngài làm cho chân chúng con được đặt trên một hòn đá vững chắc. Ngài đem chúng con ra khỏi vũng bùn lắm. Trời. Và Ngài làm cho chân chúng con được vững giống như con nai, như con sơn dương, như con hoàng dương ở trên núi của Đức Giê-hô-va vậy. Cảm ơn Chúa của tối hôm nay. Chúng con thật cảm động vì biết được những điều cô đã từng trải qua. Và chúng con càng cảm động hơn bởi vì ân điển của cô, của Chúa trên đời sống của cô. Và Chúa ơi, chúng con sẽ tiếp tục để cưu mang, để yêu thương, để cầu thai. Để qua những cuộc đời này, nhiều cuộc đời khác được Chúa giải phóng. Chúa ơi, cảm ơn Chúa đã đến trong thế gian này. Cảm ơn Chúa đã chịu khổ để đại những tấm gương để chúng con noi theo. Và Chúa ơi, nếu chúng con có ngã dài, có yếu đuối, có mệt mỏi thì chúng con nhìn vào Chúa. Xin cho mắt chúng con chăm chỉ nhìn vào Chúa và đi theo bước chân của Chúa để chúng con được vững vàng, để chúng con vượt qua những khó khăn thử thách của đời này, để sống đẹp lòng Chúa và chờ đón Chúa, chờ đón Ngài Chúa trở lại đón chúng con. Cảm ơn Chúa. Xin Thánh Linh Chúa tiếp tục vận hành trong phòng học kinh thánh của tối hôm nay. Chúng con sẽ không giới hạn giờ giấc, và chúng con càng lại không giới hạn Đức Thánh Linh. Sự vận hành của Ngài rất là quan trọng trên phòng học kinh thánh của chúng con. Ngài thăm viếng từng tấm lòng một qua lời Chúa của tối hôm nay. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con biết ơn Chúa, và chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Vâng, cảm ơn Chúa. Amen. Vâng, chúng ta ở trong cái phần suy gẫm này thì chúng ta có cái câu chuyện của cô Tuyết Snow. Cô đã trả lời cho câu hỏi rằng Chúa Giê-xu nêu gương gì cho chúng ta trong bài học này, thì chúng ta đã có cái câu trả lời từ cô rồi. Mong đợi đến ngày đến nhà Chúa để thờ phượng Ngài vì biết ơn Chúa đã yêu, và học cái gương là đi nhà thờ, đi thờ phượng Chúa một cách trung tín. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều mong đến. Tạ ơn Chúa về điều này. Tôi cũng nói thêm cho quý vị rằng ai được Chúa tha nhiều thì yêu nhiều, phải không ạ? Giống như trong câu chuyện của người phụ nữ mà cái người mà bị quỷ dữ ức hiếp, bảy quỷ ra được đuổi khỏi, và cô ấy đã đập bể chai dầu mà để lau chân Ngài và cứ khóc. Từ khi Chúa bước vào trong nhà rồi cứ khóc hoài và lấy tóc lau chân Ngài. Giê-rơ hỏi rằng vì sao người này lại như vậy, và Chúa Giê-xu nói rằng vì người này được tha nhiều cho nên yêu nhiều, phải không ạ? Cho nên chúng ta sẽ đáp ứng lại cái tình yêu đó như thế nào. Chúng ta có nhiều câu chuyện để kể lắm. Tạ ơn Chúa. Nếu mà hỏi Tuyết Hương thì Tuyết Hương cũng sẽ kể cho quý vị nghe nếu có dịp. Hỏi Quỳnh Hoa, hỏi Kim Lê, hỏi tất cả chúng ta đều có những câu chuyện của quá khứ và Chúa đã giải cứu chúng ta. Nếu mà kể thì nhiều câu chuyện lắm, phải không? Đó, thì mong quý vị sẽ có dịp để quý vị kể câu chuyện đó. Vâng, Chúa đã yêu chúng ta vô cùng nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa của năm hân hỷ. Vậy quý vị, hồi nãy cô Diễm có nói về ý nghĩa của năm hân hỷ rồi. Thì nếu chúng ta thật sự trải nghiệm và hiểu được á, thì chúng ta sẽ yêu Chúa nhiều lắm. Và hôm nay cái đề tựa của cái bài học này á, tôi tính đặt là cuộc đời hân hỷ. Nhưng mà nó cũng có cái mà tôi muốn đặt dùm cho cô Diễm, đó là hiện thân của lời tiên tri cựu ước. Đó chính là Đấng Christ. Hiện thân, đó chính là Đấng Christ. Và mở ngoặc ra là cuộc đời hân hỷ. Vâng, bây giờ thì nếu mà chúng ta tiếp tục muốn đặt câu hỏi và những cái câu hỏi và những cái ý bổ sung, thì sau khi thầy Sơn có những cái ý bổ sung cần thiết thêm vô cho chúng ta ở đây. Dạ, kính mời thầy Sơn. Rồi sau đó thì quý vị tiếp tục nha. Vâng, xin mời thầy Sơn ạ. Thầy Sơn có ở đó không ạ? Dạ, có tôi đây, dạ. Dạ, cảm ơn dạ. Thầy Sơn, dạ. Dạ, trước tiên là tôi rất cảm ơn cô Diễm. Dạ, cảm ơn Chúa là Chúa đã dùng cô Diễm để chia sẻ cái bài này. Đầy ơn của Amen. Chúa. Dạ, dạ. Thì tôi sẽ chỉ xin có một ý là bổ sung nhỏ thôi. Dạ. Tức là thường thì khi chúng ta học một đoạn kinh thánh thì chúng ta sẽ có câu hỏi là có những bài học gì rút ra được từ cái tấm gương của Chúa Giê-xu. Thì ở đây là tôi chỉ xin nói là trong cái phân đoạn này thì
cái tấm gương của Chúa Giêsu là ngài tuyên bố ngài là Đấng Messiah, nhưng mà là dân Do Thái, dân là dân làng là cùng quê với ngài thì lại không tin ngài và khước từ ngài, thậm chí là còn ý định là muốn giết ngài nữa. Thành ra đây là một cái bi kịch đối với Chúa Giêsu Christ, một Đấng Messiah mà lâu nay mà dân Do Thái đó là rất là mong chờ được đón nhận, thì khi mà sự thật là Đấng Messiah tuyên bố ta đây, cái điều mà tiên tri Esai trong 61 là tiên tri, thì là ngày hôm nay được ứng nghiệm và ta chính là cái Đấng Messiah đây, thì là các ngươi lại không tin ta, các ngươi lại muốn giết ta. Thành ra là một cái tấm gương như vậy, là chúng ta thấy rằng khi chúng ta nói lên sự thật thì chưa chắc là chúng ta được là người ta đón nhận đâu. Cho nên là Chúa Giêsu ngài đã tuyên bố sự thật, nhưng mà người xung quanh đã không đón nhận sự thật mà muốn giết ngài. Và thì chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu ngày nay thì cũng sẽ không có hơn gì ngài. Chúa Giêsu nói là môn đệ không có hơn thầy. Và trong Giăng 16:33 hình như vậy thì phải, là Chúa Giêsu nói rằng là các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng vì ta đã chiến thắng thế gian rồi. Như vậy là Chúa Giêsu là một cái đấng Messiah, Chúa cứu thế mà đã bị người ta khước từ. Là như vậy thì huống hồ gì chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu, thì chúng ta đừng có nghĩ rằng là hễ mà khi chúng ta rao giảng lời Chúa, nói về sự thật là chân lý cho họ nghe, là họ sẽ có nhiều người tiếp nhận đâu. Sẽ có một số người tiếp nhận, đó là ân điển của Đức Chúa Trời, nhưng mà cũng sẽ có nhiều người, người ta sẽ khước từ, và thậm chí người ta còn thù hằn mình nữa. Cho nên là nếu mà chúng ta có bị người ta thù hằn, người ta ghét bỏ, người ta tìm cách hại mình, thì là hãy vững lòng, đừng có nói rằng như vậy là mình hình như mình đi sai ý Chúa rồi hay sao. Không phải đâu. Cho nên chúng ta đây là một cái tấm gương này để chúng ta thấy, nếu mà chúng ta có bị khước từ khi mà chúng ta nói với người ta về sự thật, về phúc âm á, thì đừng có ngạc nhiên nếu chúng ta bị người ta khước từ, thậm chí người ta tìm cách hại mình nữa kìa. Thì đó là cái điều đó, là bởi vì là dân Do Thái đã làm như vậy đối với các đấng tiên tri của họ. Cái đấng tiên tri của họ là những người là thành thật, những người là đầy quyền năng. Nhưng mà khi các đấng tiên tri của họ đã rao giảng sự thật cho họ nghe để họ ăn năn, nhưng mà những người Do Thái thời xưa đã không hề ăn năn, đến mức mà là các đấng tiên tri đó người ta không có cách nào khác mà người ta phải đi rao giảng sự thật tin mừng là cho dân ngoại, như là vừa rồi, tức là cô Diễm đã giảng đó. Thì như vậy cũng có khi là tôi nói ví dụ thôi, hẳn như là khi mà chúng ta rao giảng sự thật cho người thân của chúng ta chẳng hạn, có khi người thân của chúng ta lại là bắt bớ chúng ta nữa cả. Cho nên là chúng ta không còn cách nào khác là phải đi rao giảng cho người ngoài ha. Có khi người ngoài người ta lại nghe, người ta lại chấp nhận phúc âm. Mình rao giảng trong gia đình thì gia đình lại không nghe, bắt bớ mình nữa, chửi bới mình, vân vân. Dạ, coi như là điều đấy để khích lệ chúng ta rằng là cảm ơn Chúa. Là nếu chúng ta bị bắt bớ, đặc biệt là bắt bớ từ trong gia đình, thì hãy vững lòng, bởi vì chúng ta đang đi đúng ý của Chúa, cho nên hãy tiếp tục vững lòng tin cậy Chúa để mà bước đi thôi. Và chúng ta chắc chắn là cuối cùng Chúa chúc phúc cho chúng ta. Dạ, amen. Dạ, xin hết. Amen. Dạ, xin cảm ơn Chúa. Dạ. Vâng, cảm ơn thầy Sơn rất nhiều. Về ý bổ sung của thầy cũng rất là quan trọng cho chúng ta. Như vậy thì từ cái ý bổ sung của thầy Sơn đó, thì tôi sẽ đưa vào cái sự suy gẫm số 35 mã của chúng ta. Đó là chúng ta có sẵn lòng chịu bắt bớ vì danh Chúa không? Thường thì từ trong gia đình hay là bạn bè, bà con, đồng nghiệp, không? Nếu mà chúng ta còn đi làm mà chúng ta nói về danh Chúa, hay là chúng ta sống nhân đức. Tôi có một đứa cháu nó làm ở trong chánh quyền ở dưới phường á, ở phường ở dưới quận 2, thì thường thường thì rất là dễ bị cám dỗ trong vấn đề, tại vì nó làm bên nhà đất thì nó bị cám dỗ về vấn đề hối lộ. Và nếu mà nhận hối lộ thì sẽ lên rất là giàu. Và chúng ta biết rằng cái xã hội ở Việt Nam của chúng ta thì cái vấn đề này là cái vấn đề nhức nhối từ lâu nay rồi.
thì cháu đã quyết định nghỉ làm. Và cháu một lý do thôi. Khi mà cháu quyết định thì tôi rất là cảm động. Cháu nói là con không muốn đi làm nữa. Con làm ở trên phường và làm trong cái ngành nhà đất. Và mỗi lần mà đi thị sát hay là đi kiểm tra công trình đó, thì con nhận hối lộ, phải nhận hối lộ. Bởi vì đi với sếp mà không nhận hối lộ là không được. Cho nên cuối cùng thì con phải nghỉ, bởi vì con muốn tránh khỏi cái tội lỗi này. Và khi tôi nghe nói đến điều này thì tôi và vợ tôi rất là cảm động về đứa cháu này. Và nó đã nghỉ làm bởi vì cớ nó không có muốn phạm tội cùng Chúa. Như vậy thì, tức là muốn sống thánh khiết á. Ở trong Kinh Thánh, cô giáo sư Ánh Tuyết thường hướng dẫn chúng ta nói rằng phải những kẻ nào mà muốn sống nhân đức trong Đấng Christ á, thì cô dùng cái câu Kinh Thánh ở trong Timôthê nhất. Tôi không nhớ cái câu Kinh Thánh đó, nhưng mà là những kẻ mà muốn sống nhân đức trong Đấng Christ thì sẽ bị bắt bớ. Như vậy thì từ đây chúng ta sẽ nói đến cái câu hỏi đặt ra, đó là ngày hôm nay thì con cái Chúa vẫn còn bị bắt bớ hay không? Nếu chúng ta có sẵn lòng để chúng ta chịu bắt bớ vì danh Chúa không? Thì trong gia đình, bạn bè và bà con, đồng nghiệp. Và nếu mà chúng ta bị bắt bớ thì chúng ta phải làm gì? Đây có phải là câu hỏi của quý vị không? Câu này thì nếu mà chúng ta có sự dạy dỗ của Chúa thì chúng ta trả lời. Nếu mà chúng ta chưa có điều gì trong tâm trí và tấm lòng chúng ta thì chỉ là cái câu hỏi để chúng ta suy gẫm sau buổi tối hôm nay, quý vị ha. Vâng, không biết là chấp sự Thiên Ân có điều gì muốn trình bày hay là tâm tình gì qua bài học này không? Dạ, có hai điều em muốn nói, tại nó liên hệ tới cái điều mà bác nói hồi nãy với cái điều mà câu hỏi mục sư. Cái câu trả lời với cái điều mà mục sư hỏi là ngày hôm nay nếu mà chúng ta bị bắt bớ thì chúng ta phải làm gì á? Thì chúng ta biết rất là rõ rồi, chỉ có Đức Chúa Trời chúng ta là đấng có thể cứu chuộc chúng ta được thôi à. Và lời của Chúa là lẽ thật, và chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời hiện thân trên đất á. Ngài nói Ngài là đường đi, chân lý và lẽ thật, mà chúng ta biết rằng lẽ thật á, là không bao giờ thay đổi. Nên khi mà chúng ta biết rằng khi mà con người bắt bớ chúng ta, con người là bắt toàn. Nên chúng ta biết rằng khi chúng ta đi với Chúa là chúng ta nắm lấy Chúa, là chúng ta nắm là lấy lẽ thật. Và mà chúng ta biết là Kinh Thánh nói rất là rõ, Giăng đoạn 8 câu 32 nói là nếu các người biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ buông tha, hay là giải phóng các người, tùy theo cái bản dịch. Giải phóng có nghĩa là giải phóng chúng ta khỏi cái nếp sống tội lỗi, là về vấn đề Chúa đổ huyết cho chúng ta. Khi chúng ta nhận biết cái Chúa là đấng thánh á, thì chúng ta sẽ thay đổi cuộc sống của mình, không? Giống như là cái điều mà Chúa đến trong cái bài này cũng vậy. Chúa đến, Chúa bày tỏ lẽ thật của Chúa, nhưng mà có những người họ chống đối bởi vì họ không chấp nhận lẽ thật của Chúa, và họ tìm cách giết Chúa trong cái đoạn này chúng ta thấy. Và một phép lạ xảy ra là Chúa lánh ra khỏi họ. Đó, chúng ta thấy cái chuyện bình thường, chỉ có câu Kinh Thánh cuối đó thôi, nhưng mà nó là cái phép lạ. Chúa đi ngang qua họ và họ không có thể bắt bớ Chúa được, bởi vì chưa cái thời kỳ Chúa chưa đến. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta biết sự bắt bớ nó sẽ xảy ra bởi vì Chúa đã báo trước với chúng ta rồi. Nên bởi vì Chúa đã báo chứ biết chúng ta biết chuyện đó sẽ xảy ra thì đừng có bất ngờ hoặc là đừng có ngạc nhiên. Nhưng cái điều thứ hai á, mà trong cái câu chuyện của Bắc Tiết kể á, trong cuộc đời chúng ta đi với Chúa, nhiều khi chúng ta cầu nguyện mà chúng ta không có thấy câu trả lời á, là như là bác trong cái tình trạng mà khó khăn cái thời điểm đó, để chúng ta nhận được lời hứa của Chúa hay là cái sự trả lời của Chúa, là chúng ta phải biết lời của Chúa. Và chúng ta đó là dịch tối hôm nay chúng ta học Kinh Thánh là như vậy á. Kinh Thánh nói trong Giăng đoạn 8 câu 10 đoạn 15 chứ câu 7 nói là nếu các ngươi ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi cầu xin điều gì mình muốn, điều mình muốn nha. Mà điều mình muốn mà ăn khớp với lời của Chúa là mình biết chắc chắn mình sẽ nhận được, bởi vì cái lời hứa của Chúa không có thay đổi và lời đó luôn luôn có hiệu quả. Cái điều mà chúng ta cần phải có là có đức tin để chúng ta tin vào lời hứa của Chúa và chúng ta bước đi với Chúa. Và giống như Abraham á, ông có đức tin và ông 75 tuổi thì ông Chúa kêu ông, nhưng mà tới bao nhiêu ông mới nhận được lời hứa của ông? Tới 100 tuổi lần. Nhưng mà ông là tổ phụ, là tổ phụ đức tin. Còn đối với chúng ta có nhiều lời hứa có thể nó đến sớm hơn, nên chúng ta phải kiên nhẫn và chờ đợi, và lời hứa đó chắc chắn sẽ bày tỏ. Chẳng hạn sự cứu rỗi hoặc là sự chữa lành hoặc là những phước hạnh khác. Và cái đó là cái điều mà
Ông muốn chia sẻ thêm để quý vị chưa có nhận được lời hứa của Chúa thì đừng có nản lòng. Hãy bước đi, người công bình sẽ sống với đức tin, có nghĩa là sẽ chia sẻ, đó là nó một cái quá trình chứ không phải là nó mình tin lần rồi ngưng. Đó là một cái quá trình. Dạ, đó là ăn xin hết cái điều ông muốn chia sẻ. Rồi, cảm ơn chấp sự Thiên Ân. Dạ. Mọi người chúng ta đều đóng góp các ý kiến của mình để làm cho bài học chúng ta thêm phong phú và có chiều sâu hơn. Vâng, tôi trở lại với dạ, với cho... câu... tí dạ, nữa. Vâng. Dạ vâng, xin mời cô ạ. Dạ vâng. À, xin lỗi, cô cho Đông nói cái ý của Đông mà Đông chưa có nói xong. Dạ, dạ vâng. Xong rồi cô Tuyết nói ha. Thì hồi nãy ở trong cái câu kinh thánh mà tôi quên cái địa chỉ đó thì tôi tìm được ở trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 12. Vả lại hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Quý vị nhớ câu Timôthê nhì đoạn 3 câu 12 nha. À, khi chúng ta muốn sống nhân đức cho Chúa thì chúng ta sẽ bị bắt bớ. Chúa Giêsu muốn sống, muốn nêu gương, ngài sửa lại cái sự thờ phượng của người Israel và ngài đem lòng họ trở lại với Đức Chúa Trời thì ngài bị bắt bớ. Cho nên việc chúng ta có sẵn lòng hay không á, là câu trả lời của chúng ta đối với Chúa. Nhưng mà cái sự bắt bớ thì nó phải xảy ra trong những ngày sau rốt này. Và nó xảy ra từ ngày sau rốt, mà từ khi Chúa ngài đã được cất lên thì công vụ các sứ đồ đã bắt đầu cái thời kỳ sau rốt từ thời 2000 năm trước rồi. Và đến ngày hôm nay là cuối của các kỳ rồi quý vị. Rồi cái câu hỏi cái tiếp là có lời hứa gì cho những ai sống như Chúa Giêsu và chịu sự bắt bớ hay không? Thì có lời hứa gì không? Thì quý vị nhớ ghi vô Matthew đoạn 5 câu 11 câu 12 là cái lời hứa rất là lớn nè. Khi chúng ta chịu bắt bớ, chịu người ta nói vu, bắt bớ, mắng nhiếc và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, như lời Chúa phán là khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước, hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Cho nên chúng ta sẽ trải qua sự bắt bớ và chắc chắn là chúng ta đã có những cái trải nghiệm lớn nhỏ rồi mà bây giờ vẫn còn nhức nhối mà chúng ta chưa có nói ra thôi. Bắt bớ đủ chỗ luôn, nhưng mà có một cái lời hứa cho những kẻ vì danh Chúa chịu bắt bớ được chép trong Matthew đoạn 5 câu 11 câu 12. Đó là cái ý mà tôi muốn nói ở trong cái phần suy gẫm. Bây giờ xin mời cô Tuyết Snow, dạ cô Tuyết Snow tiếp tục bổ sung cho cái ý mà cô muốn nói. Vâng, xin mời cô. Mình mục sư. Dạ. Dạ, muốn là nói tiếp với cái lời của giải thích của Thiên Ân là em rất là cảm ơn Chúa vì lúc trước cũng có biết Chúa nhưng mà thực ra không có học, không có đọc kinh thánh, không có biết lời Chúa và không vào khi mà mình chẳng hạn như mình có gì cầu nguyện, mình không có dùng lời Chúa mà mình trông cậy vào Chúa và mình công bố là mình sẽ được, nghĩa là Chúa bảo vệ cho mình hay Chúa sẽ ban cho mình đó, thì cho nên rằng là mình thấy mình cứ bị nghĩa là đời đá qua đá lại rồi mình cứ gặp toàn là những cái chuyện mà gọi là không may đó, nhưng mà thực ra cảm ơn Chúa là Chúa đã gọi là giải phóng tôi ra cái cuộc sống mà quá quá gọi là mệt mỏi và không có hạnh phúc. Thì cảm ơn Chúa là Chúa đóng cửa này nhưng mà Chúa mở cho cửa khác, và cảm ơn Chúa là bây giờ đã được hội thánh nâng đỡ rồi hướng dẫn rồi đọc kinh thánh, cho nên cảm thấy là những điều mình cầu xin Chúa, Chúa trả lời ngay. Amen. Chúa trả lời ngay. Và cũng có những điều mình cầu xin mà có thể đến cả một năm sau Chúa mới trả lời. Thì đúng là ý Chúa được nên. Mà con thì tôi chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa vô cùng. Từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn mà cứ từ từ mình thấy là Chúa đã có trả lời. Cảm ơn Chúa vô cùng. Dạ. Thì có một điều nữa là lại làm chứng trong mới tối hôm qua thôi. Thì cái cánh tay bên tay trái của mình á là nó bị đau vì nó mỏi, thì là vì như thế này, nó bị đứt ngón tay đó, bị ngón tay bị đứt đó, thì mình
không có sử dụng được cái bàn tay bên tay phải, cho nên cứ phải dùng cái cánh tay bên tay trái để mà làm nhiều hơn, làm nhiều hơn để phụ cho cái tay bên phải bị cắt. Thì cái thời gian mà cứ bị phụ như vậy đó là làm việc đó, nó mất. Bây giờ thì nó sau 3-4 tuần nay rồi thì nó bị đau lắm, nó hay bị mỏi cái shoulder, cái vai, cái cánh tay. Thì tối cầu nguyện mình cũng có xin Chúa chữa lành rồi uống thuốc này, mà tối hôm qua, đặc biệt là tối hôm qua thì đang ngủ nhưng mà tự nhiên nó đau, mà đến nỗi mà mình ngủ nhưng mà mình feel được nó đau cái nó ê ẩm chỗ cái bả vai này. Thì tự nhiên có tiếng nói mình nghe được là đặt tay vào chỗ đó và công bố, xin Chúa công bố chữa lành và cho cái cơn đau ra khỏi cơ thể mình. Mình ngủ mà mình nghe có tiếng nói như vậy, tại vì cơn đau nó làm cho mình khó chịu quá mà mình lại nghe có tiếng nói vậy. Thế là mình cứ đưa cái tay lên, mình đặt vào cái vai của mình và mình cũng nói y những cái điều mà mình nghe thấy. Mình nói, trong danh Chúa Giêsu Christ con công bố cái cánh tay con sẽ không còn đau nữa, và trong danh Chúa Giêsu Christ cái cơn đau sẽ khỏi cánh tay này. Tôi nói xong rồi là tự nhiên mình ngủ ngon cho tới sáng, mà cảm ơn Chúa tối hôm nay thấy nó bớt rất nhiều một xưa. Cho nên đó là cái điều mà hồi nãy Thiên Ân nói đó, là mình cầu nguyện Chúa, mình đừng có nản lòng. Nhưng mà mình phải bám lấy những lời Chúa trong Kinh Thánh. Thì mình nghĩ cái quá khứ của mình đó, mình biết Chúa mà mình không có lời Chúa, cho dù biết Chúa mà không có lời Chúa thì thấy nó không có được, gọi là không, mình áp dụng nó không đúng cái bài học thì thấy nó không thể nào mà mình cảm nhận được những ơn phước Chúa cho. Và sau đây thì bây giờ Chúa đã mở mắt mở tai cho mình rồi, và cảm ơn Chúa là mình đang tiếp tục học Kinh Thánh, mà đã học qua bài Router rồi, thì cảm ơn Chúa ngày nào cũng có đọc hết. Thì càng ngày Chúa cho mở đầu mở óc ra và cảm thấy là Chúa thật là tuyệt vời. Xưa. Dạ, vâng, xin cảm ơn cô Tuyết. Dạ, và mình còn ít phút nữa thì cho hỏi là Quỳnh Hoa với lại Tuyết Hương hay là các chị em khác có những cái trải nghiệm nào về đi với Chúa và được Chúa dạy dỗ như trong bài học tương tự này không? Bị từ chối, bị bắt bớ và thấy Chúa cứu mình. Cứ suy nghĩ đi rồi nói sao cũng được. Khi nào quý vị muốn nói thì quý vị cứ mạnh dạn lên, đưa tay lên ha. Nếu mà kẹt rồi thì thôi không sao. Và trước khi chúng ta tạm dừng ở đây đó, thì chúng ta trả lời nhanh, Chúa Giêsu nêu gương gì cho chúng ta trong bài học này? Thì ngoài cô Tuyết ra, thì cô Tuyết Snow ra, thì có anh chị em nào có cái sự học từ cái gương của Chúa không? Về gương cầu nguyện, gương bền đổ của Chúa, rồi gương chịu bắt bớ như là điều thầy Sơn vừa mới dạy, vừa mới hướng dẫn bổ sung. Chúa công bố lẽ thật, chúng ta có công bố lẽ thật giống như Chúa không? Đó, tôi gợi ý thôi. Quý vị thấy mình học được một trong những điều đó không? Có không ạ? Có thì chúng ta đánh lên cái phần chat là có. Tôi có học những điều mà mục sư vừa mới nói. Đó. Rồi. Trước khi chúng ta tạm dừng thì nhắc lại câu đề nghị của cô Hồng Diễm. Vâng, cảm ơn Thúy Vi đã trả lời. Cô Hồng Diễm trước khi bắt đầu chương trình học Kinh Thánh thì cô có nhắc với chúng ta là tuần sau chúng ta sẽ học Kinh Thánh. Thì trước khi học Kinh Thánh thì có cái đề tài. Tuần sau thì hình như là chấp sự Thiên Ân sẽ đến phiên để hướng dẫn đó. Và thường thường thì chấp sự Thiên Ân thì sẽ khai thác về cái đề tài chữa lành, cho nên nếu mà có câu Kinh Thánh nào thì chấp sự Thiên Ân đánh ra trước, chuẩn bị cho phòng học. Sau đó thì chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh những cái câu đó, rồi chúng ta sẽ nêu những thắc mắc ở trong cái phần Kinh Thánh đó. Thì nói chung là chúng ta ghi xuống thắc mắc, và chúng ta phải đọc Kinh Thánh và chúng ta ghi chú những thắc mắc để khi mà chúng ta được hỏi đó thì chúng ta không có được, không có bối rối. Ít nhất khi chúng ta vào vọng canh thì chúng ta có những cái câu hỏi và có những cái đóng góp
Còn nếu mà chúng ta vào, chúng ta chỉ học không mà chúng ta không có câu hỏi, chúng ta không có đóng góp đó, thì cái phòng học của chúng ta nó không có được sôi động và có cái sự tương tác giữa người dạy và người học. Và nếu có đóng góp, có thảo luận thì nó sẽ sôi động hơn. Nên những anh chị em nào mà phải làm việc, phải nghe đeo phone thì chúng tôi rất là đánh giá cao cái tinh thần của các chị em, anh em đó. Thì hãy tiếp tục khao khát lời của Chúa. Quý vị là cái câu trả lời cho cái bài học tới hôm nay mà quý vị chưa trả lời, nhưng mà tôi trả lời dùm luôn. Nếu mà Chúa Giê-xu nêu gương gì cho chúng ta đó, thì quý vị là người đang theo gương Chúa Giê-xu đó. Bởi vì Chúa Giê-xu bận lắm, quý vị biết không? Chúa Giê-xu từ sáng sớm Ngài đã dậy sớm đến Ngài cầu nguyện. Có nhiều người hỏi là tại sao Chúa Giê-xu dậy sớm cầu nguyện chi vậy? Bởi vì cả ngày đó Chúa Giê-xu phải thi hành mạng lệnh, Ngài cầu nguyện chữa lành, Ngài đuổi quỷ, Ngài giảng dạy. Cho nên Ngài có một cái thời gian buổi sáng sớm Ngài cầu nguyện để Ngài chuẩn bị cho cả cái ngày cực nhọc, lao nhọc đó của Chúa Giê-xu. Và chúng ta đang giống như Chúa, chúng ta cũng bận rộn giống như Chúa, và chúng ta vẫn có thời gian chúng ta vào phòng học Kinh Thánh. Đó, chúng ta đang nêu nói gương Chúa đó. Tại quý vị không trả lời thôi. Tôi lấy cái phần trả lời của quý vị để tôi trả lời giùm. Và tôi là người được phước bởi vì tôi làm nhiều hơn quý vị. Cho nên tôi khích lệ quý vị là hãy bận dạng lên, bởi vì ở trong vọng canh phòng học Kinh Thánh là một cái môi trường tốt để cho chúng ta được phát triển cái sự dạng dĩ của chúng ta. Vâng, đã đến giờ chúng ta tạm dừng ở đây và xin Chúa ban phước. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đã có câu trả lời của Kim. Kim cũng đã tương tác. Cô Tuyết Snow, và rồi có Hồng Diễm, có Thúy Vi, có chấp sự Tiếng Ân, cho tất cả quý ông bà anh chị em của chúng ta. Vâng, chúng ta không đủ thời gian để nghe từ Việt Nam chúng ta, thầy Y Vũ, rồi thầy Cứ cũng nói dữ lắm á. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta đã trễ rồi, chúng ta sẽ tạm dừng ở đây quý vị. Tôi xin cầu nguyện để Chúa ban phước cho mỗi chúng ta có giấc ngủ tối hôm nay ở đây bình an. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau lại vào buổi sáng ở trong vọng canh này. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa nhiều vì chúng con có một buổi tối tuyệt vời. Chúng con thấy có nhiều nước mắt và tấm lòng tan vỡ của chúng con, của anh chị em chúng con. Có những anh chị em bận rộn, đang lái xe, đang làm việc, cũng vào học với chúng con là một điều tuyệt vời, đáng quý. Xin Chúa ban phước để tất cả chúng con đều học những điều quý báu tối hôm nay và áp dụng cho đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con cũng cảm ơn Chúa về những gì chúng con học tới hôm nay. Qua gương của Chúa Giê-xu, chúng con học rất nhiều điều quý báu từ tấm gương của Ngài. Xin cho chúng con vững an khi chúng con theo Chúa và phục vụ Ngài, chúng con sẽ bị bắt bớ. Và lời của Chúa được chép ở trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 12. Chúng con muốn sống nhân đức cho Chúa thì chúng con sẽ phải chịu sự bắt bớ. Chúng con thậm chí là bị thiệt thòi đó. Nhưng xin Chúa ở cùng và an ủi chúng con. Bởi vì Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 12 cũng nói rằng phần thưởng của chúng con ở trên trời sẽ lớn lắm. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban giấc ngủ cho chúng con được bình an. Chúa ở cùng thầy Sơn, ở Úc Châu, ở cùng Ngân, là con gái của thầy, cùng cháu ngoại, chồng rể của thầy, cô được bình an, được may mắn, được phước hạnh trong một buổi tối phước hạnh bình an, buổi chiều phước hạnh bình an của Chúa ban cho. Chúa ban phước cho thầy Cứ, thầy Vũ ở Việt Nam, nghe cũng được bình an ở trong một ngày mới, được Chúa dẫn dắt, Chúa bảo vệ khỏi những dịch lệ, bệnh tật. Chúa cũng ban phước cho anh em chúng con tới hôm nay ở Mỹ, chúng con sẽ có giấc ngủ ngon và bình yên ở trong Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con xin dâng mọi sự trong tay của Ngài và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. 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 Dạ, xin kính chào phòng học Kinh Thánh. Bye bye quý vị. Dạ, dạ bye bye tất cả quý vị. Dạ. Chào Tôm, chào Sơn. Dạ. Dạ chào. Dạ, sự ân. Bye bye TV. Chào tất cả quý vị. Dạ. Chào tất cả. Dạ, chào cô Mai. Cô Mai có khỏe không? Sao giọng cô Mai nghe khàn khàn vậy? Cầu nguyện cho cô Mai được không? Dạ không có, vẫn khỏe mục sư, Chúa cũng